Review robot chăm mèo tự động TR24, mẫu mới tinh siêu mới siêu xịn, sử dụng năng lượng sạch không chạy bằng pin mà chạy bằng tà tựa. Nhiều chức năng như xúc cát tự động cho mèo ăn, tự động massage cho mèo, có chức năng hẹn giờ. Trung thì nhớ dọn cát nhá. Không. Trung thì nhớ cho mèo ăn nhá. Không. Ngoài ra còn tích hợp APT theo dõi tình trạng sức khỏe của hoàng thượng như lên lịch tẩy run, tiêm phòng, chế độ dinh dưỡng. Thông báo với ông anh Juli nặng 3 cân nhá, đến ngày tẩy run cho mây rồi đấy. Đợt không đấy? Công ty và Petty mà xem. Ngoài ra Petty còn là kho tàng kiến thức chăm sóc thú cưng cho các bạn chưa nhiều kinh nghiệm nuôi. Nhìn chung em robot này cũng ổn, mỗi tội hơi tốn tí tà tựa, nhưng mà APT thì free đấy. À quên, các bạn có thể nhập mã giới thiệu của nhà Mali để nhận 50k khi múc đồ trên APT nhé.